Xin chào các bác. Đoạn video hôm nay em xin giới thiệu các bác một vị thuốc quý, đó là sâm bố chính. Thì hôm nay em xin giới thiệu các bác vị thuốc quý, đó là sâm bố chính. Thì bên em có cung cấp các đặc sản núi rừng và các đồ ngâm rượu. Các bác có nhu cầu thì xin vui lòng liên hệ hoặc kết bạn Zalo em số này để được tư vấn và mua hàng các bác nhé. Bên em có giao hàng toàn quốc, các bác chỉ việc kiểm tra hàng rồi thanh toán thôi. Thì hôm nay em xin giới thiệu cái tác dụng và cái cách sử dụng cái sâm bố chính này. Đây là sâm bố chính khô các bác nhé. Thì sâm bố chính hay còn gọi là sâm Phú Yên, sâm Khu Lăm, thổ sâm, vân vân. Và từ lâu sâm bố chính đã được đánh giá là một vị thuốc quý và đã được ghi nhận trong cuốn sách nổi tiếng của những cây thuốc vị thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi. Thì hôm nay em xin giới thiệu qua cái sâm này và cái cách ngâm rượu hay cách đun nước uống. Đấy. Thì khu vực phân bố thì sâm bố chính thường mọc hoang ở các tỉnh miền Trung như Phú Yên, Quảng Nam và có tên gọi khác là sâm khu Lăm hay là sâm Phú Yên. Ngoài ra người dân cũng tìm thấy sâm bố chính mọc rải rác ở tỉnh núi phía Bắc như là Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa. Thì bộ phận dùng thì toàn cái củ này được sử dụng làm thuốc các bác nhé. Thì cách biến chế biến và thu hái thì vào thu hoạch vào mùa đông các bạn, mùa thu và mùa đông, sau đó rửa sạch thì các bác xịt sạch bằng vòi xe máy, sau đó các bác có thể là để nguyên củ như này, các bác phơi hoặc là các bác bẻ ra hoặc là các bác thái lát ra rồi phơi, rồi sau đó cất đi sử dụng dần, hoặc là mình sử dụng thì mình trong quá trình sử dụng thì mình có thể thái ra hoặc để như này, xong rồi mình thái ra, khô thì mình thái ra mình đun nước uống thôi. Đấy. Hoặc ngâm rượu. Thì thành phần hóa học thì theo các nhà khoa học thì sâm bố chính có dược tính rất cao và dược tính sâm bố chính là tương đương với nhân sâm Hàn Quốc và chỉ thua dược tính của sâm Ngọc Linh, vì lý do mà vậy mà đất nước mệnh danh là xứ sở của nhân sâm, hiện tại đang là đối tác nhập khẩu sâm bố chính hàng đầu của nước ta. Và nghiên cứu nhận thấy hợp chất ankin hibiscus và cho thấy độc tính tế bào đáng kể, chống lại các dòng tế bào ung thư ở người. Tính vị thì sâm bố chính có vị ngọt, tính mát vào kinh tâm và thận. Công dụng thì theo y học cổ truyền thì sâm bố chính có công dụng bổ tỳ vị, thanh nhiệt, dưỡng ấm, bổ máu, nhuận phế, trợ tiêu hóa, sinh tinh và chủ trị suy nhược cơ thể, mất ngủ, suy dinh dưỡng, rối loạn kinh nguyệt, lao phổi ở trẻ em, hen suyễn, ho, sốt, thiếu máu, trầm cảm, ra nhiều mồ hôi và mỏi lưng, động kinh, tiêu hóa trì trệ, suy giảm sinh lý. Cách dùng và liều dùng thì các bác tỷ lệ các bác ngâm rượu thì mỗi ngày mình sử dụng khoảng 1-2 ly và ngâm cái 1 kg sâm bố chính này với khoảng tầm 7-8 lít rượu, và sau 2 tháng là sử dụng được, rượu thì khoảng 40 đến 45 độ các bác nhé. Mình ngâm sau 2 tháng là sử dụng được và mỗi bữa mình dùng 1 đến 2 ly nhỏ. Còn nếu mà sắt nước thì các bác sử dụng mỗi ngày khoảng 15 đến 20 gram, có thể sử dụng 25 gram. Đun nước uống hàng ngày. Bên em có chuyên cung cấp các đồ ngâm rượu đặc sản núi rừng như ba kích này, sâm cau này, rồi nấm linh chi, nấm lim xanh, các đồ ngâm rượu, bọ cạp, tắc kè, bồ củi, cá ngựa, đủ các loại. Các bác có nhu cầu thì xin vui lòng liên hệ hoặc kết bạn Zalo em số này nhé. Bên em có giao hàng toàn quốc, các bác chỉ việc kiểm tra hàng rồi thanh toán thôi. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nhé. Xin chào tạm biệt các bác. Chúc các bác luôn mạnh khỏe.